Vui quá các bạn ơi, vậy là kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc rồi. Chúng mình lại được tới trường, lại được gặp thầy cô và bạn bè. Bạn sẽ làm gì khi gặp lại những người anh em chí cốt của mình sau kỳ nghỉ hè này nhỉ? Chắc chắn là sẽ có những màn tròn khiến cho đứa bạn phải khóc thét đúng không? Và nếu bạn vẫn chưa nghĩ ra sẽ tròn bạn mình như thế nào thì hãy cùng chị Kính làm quen với một YouTuber có 1001 màn tròn đi vào lòng đất nha. Câu 1, ngày nào cũng xem YouTube nhưng liệu bạn có biết thánh tròn YouTube là ai không? Người được mệnh danh là thánh tròn trong làng YouTube chính là anh Phương Hữu Dưỡng. Với những video hài hước được nhiều người đón nhận từ trẻ em cho đến người già, ai cũng thấy vui vẻ mỗi khi anh Phương Hữu Dưỡng đăng tải những video mới. Đến nay, kênh YouTube Phương Hữu Dưỡng đã có gần 7 triệu subscribe, một con số đáng mơ ước của những YouTuber đây mà. Câu 2, đố các fan cứng của Phương Hữu Dưỡng biết, ban đầu kênh YouTube của anh Dưỡng có tên là gì? Từ năm 2017, Phương Hữu Dưỡng đã đặt tên cho kênh YouTube của mình là PHD Tron, trong đó PHD là tên viết tắt của anh. Cái tên này đã tồn tại suốt 4 năm, cho đến ngày 7 tháng 6 năm 2021 mới được đổi tên thành Phương Hữu Dưỡng. Câu 3, đố bạn, chủ kênh Phương Hữu Dưỡng thuộc cung hoàng đạo nào? Sinh ngày 8 tháng 7 năm 1994, thuộc cung cự giải nè, là người sống có lý trí và khá cứng đầu, nhiệt tình, chu đáo và luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh như là anh Sáng Tiền Xu, anh Vinh Tiền Lẻ hay là anh Côn này. Bạn yêu thích ai nhất trong team Phương Hữu Dưỡng thì bình luận tên của thành viên đó nha. Video sau, chị Kính sẽ làm riêng một chiếc clip về các thành viên mà bạn yêu thích. Còn video này, chúng mình chỉ khám phá về anh Dưỡng và kênh YouTube của anh ý thôi nha. Câu 4. Trong số những video tròn của anh Dưỡng, khi team Phương Hữu Dưỡng từng ăn cháo bằng dép hay là ăn cháo bằng bàn chải đánh răng? Trong thử thách ăn với nhiều dụng cụ của team Phương Hữu Dưỡng thì anh Vinh đã từng ăn cháo bằng dép, anh Dưỡng ăn cháo bằng nắp chai và anh Côn thì ăn bằng Lego. Bạn có thấy những thử thách của team rất độc đáo và mới lạ hay không nhở? Và bạn đã từng ăn cháo bằng dụng cụ gì? Chị Kính thì từng ăn bằng ống hút nè, ha ha! Tiếp theo là một loại đồ ăn mà chị Kính chắc chắn 100/1000 là bạn nào cũng thích, đó chính là bim bim. Không biết anh Dưỡng đã từng ăn bim bim chấm cà phê hay là bim bim chấm nước mắm nhở? Là chơi, đỉnh cao của những màn tròn, ăn bim bim với nước mắm thì tầm thường quá. Anh Dưỡng chơi bài, ăn bim bim với cà phê cơ. Ở đây có bạn nào đã từng ăn bá đạo như anh Dưỡng không nhở? Cơ mà bạn cũng phải chú ý khi ăn uống đấy nha, chứ ăn lẫn lộn linh tinh là dễ đau bụng lắm đấy. Chị Kính chỉ thường ăn bim bim với tương ớt thôi. Ai giống chị thì like video cho chị Kính thấy mình không cô đơn nào. Mà không chỉ có bim bim, Phương Hữu Dưỡng cũng làm video về các món ăn cực kỳ quen thuộc khác như là sô-cô-la, xúc xích, phô mai con bò cười, vân vân và mây mây. Nhưng nó đặc biệt ở chỗ là những loại đồ ăn này được chấm với một loại nước chấm thần thánh. Đố bạn, đó là nước chấm Coca hay là nước chấm Sting? Ai mà xem video này thì cứ phải gọi là ối dồi ôi luôn anh em ơi. Chấm mọi thứ với Sting thì đúng là thử thách không thể nào tưởng tượng được đúng không nào. Khó thế mà anh ấy cũng nghĩ ra và dám làm, chứ chị Kính thì chịu thôi. Ăn như vậy là chị đau bụng 6 ngày 6 đêm luôn á. Các bạn xem video của anh Dưỡng thì chỉ nên xem xong rồi cười, chứ không nên bắt chước làm theo đó nha. Kẻo đau bụng thì chị Kính buồn làm đấy. Câu 7. Trong các clip tròn của anh Dưỡng thì người bị tròn nhiều nhất là mẹ hay là vợ của anh ý nhở? Video thử thách tròn vui vẻ thì mẹ của anh Dưỡng đã rất nhiều lần bị tròn, như là tròn làm vỡ tivi của mẹ, dỡ cổng của mẹ, dắt bò vào nhà tròn mẹ, đổ bê tông vào đồ của mẹ, làm ảo thuật tròn mẹ, thách mẹ tắm nước đá lạnh và vô số những màn tròn vui nhộn khác đến từ team Phương Hữu Dưỡng.
bạn đã bao giờ thử tròn bà mẹ của mình hay chưa? Nếu chưa thì hãy chơi một lần xem sao nhé. Biết đâu lại được ăn chổi sưng mông thì sao? À hi hi, chị Kính nói trêu phàn vậy thôi. Chứ bạn nào bị đánh vì tròn bà mẹ thì chị không chịu trách nhiệm đâu nha. Vì chị cũng sợ bị bà mẹ đánh lắm mà. Thế nhưng tại sao anh Dưỡng lại không bị đánh sau những màn tròn bá đạo ấy nhở? À, đó là bởi vì mẹ anh Dưỡng biết anh ấy tròn để thấy mẹ vui và có thể giúp cho người xem video cũng thấy vui vẻ, cười sảng khoái ấy mà. Với cả anh Dưỡng cũng kiếm được rất nhiều tiền từ những video hài hước đấy đấy. Bạn có biết anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền từ kênh YouTube Phương Hữu Dưỡng mỗi tháng hay không? Với những số liệu được thống kê từ YouTube thì thu nhập hàng tháng từ kênh YouTube mang lại cho anh Dưỡng khoảng 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Quá khủng các bạn nhở. Mà anh ấy không chỉ có kênh YouTube Phương Hữu Dưỡng thôi đâu. Bạn nào là fan cứng sẽ để ý thấy anh ấy còn hai kênh YouTube khác là PHD Vlog và PHD Game. Đố bạn, trong hai kênh YouTube này, kênh nào đã đạt nút bạc YouTube đấy? Sau 5 năm làm YouTuber, Phương Hữu Dưỡng đã mang về một nút vàng và một nút bạc YouTube. Trong đó, PHD Vlog là kênh YouTube đã đạt nút bạc với hơn 400.000 subscribe. Điều đặc biệt là cả ba kênh YouTube của anh Dưỡng đều để avatar và ảnh nền thể hiện chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nhắc nhở các fan mỗi khi vào xem kênh YouTube Phương Hữu Dưỡng, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thật là một kênh YouTube vui nhộn mà lại truyền tải được thông điệp ý nghĩa đúng không nào? Video sau, chị Kính sẽ tiết lộ những bí mật về các thành viên trong team và lý do tại sao anh Dưỡng lại tạm dừng đăng tải video trên kênh YouTube trong thời gian qua. Rất là bí ẩn và thú vị đấy. Vậy nên, việc của bạn là like video, đăng ký kênh chị Kính Đố Vui và ngồi chờ video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!